Xin chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô của Hải Dương ngày hôm nay xin giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Ford Ranger bản Wightech 3.2 hai cầu điện. Nắp thùng thấp. Xe là xe bán tải Ford Ranger phiên bản Wightech 3.2 số tự động hai cầu điện. Nắp thùng thấp và hiện nay đang được chào bán với giá là hơn 600 triệu đồng. Hơn 600 triệu cho một chiếc Ford Ranger bản Wightech 2 cầu, máy dầu, số tự động. Đây là, đây quý vị nhìn thấy xe đây, xe màu trắng sứ, phiên bản Wightech 3.2 nhé bạn nhé, 3.2 số tự động ạ, hộp số tự động 6 cấp. Xe được độ một bộ lốp thể thao, địa hình rất là đẹp luôn. Đi lốp này thì đặc biệt với quý vị mà đi công trường hoặc là đi đường xa hoặc là đi đường xấu thì bộ lốp này thì quá đẹp ạ. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là hơn 600 triệu đồng. Quý vị liên hệ trực tiếp Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 ạ. Đây là cái nội thất của chiếc xe. Trần đã được căng ni lông chống bụi bẩn rồi. Đây. Ghế da nguyên bản. Xe sản xuất năm 2014, nhập khẩu từ Thái Lan. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Cái thùng xe thì còn rất đẹp quý vị nhé. Quý vị có nhìn thấy thùng xe rất đẹp luôn. Hôm nay ở đây nó mưa cho nên là mình lại mở thùng, mình không đóng thùng cho nên là nó có một chút nước mưa vào. Cái đấy thì chả vấn đề gì, không quan trọng. Đây, xe thì được trang bị quý vị nhé. Đây là nút cụp gương. Đây là cụp gương và mở gương này. Vô lăng tích hợp bàn phím này. Ghế chỉnh điện. Đầu CD. Điều hòa tự động. Và đây là nút chỉnh cầu, hai cầu điện đây ạ. Ghế còn nguyên bản, túi khí, trần thì đây, quý vị nhìn thấy rất đẹp. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là hơn 600 triệu. Bây giờ đây, cái nội thất phía đằng sau đây, ghế sau đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái khoang máy của chiếc xe, khoang động cơ của chiếc xe này. Với xe bán tải thì Wightech 3.2 là một cái mà hiện nay rất yêu chuộng tại thị trường Việt Nam. Xe thì quý vị nhìn thấy đây, xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Xe chỉ có vết bụi thời gian thôi. Còn toàn bộ là nguyên hết quý vị nhé. Keo chỉ không mất phân keo chỉ nào. Mình nói lại là keo chỉ không mất phân keo chỉ nào quý vị nhé. Xe zin, không mất phân keo chỉ nào cả. Quý vị liệu mua thì liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Thì bây giờ quý vị hãy cùng mình chạy thử chiếc xe này nhé. Xe thì đã nguyên tắc xe là cứ phải chạy thử. Cái gì thì cũng nên dùng thử, mà đặc biệt là xe thì phải càng phải dùng thử. Xe này hiện nay đang chạy 7 vạn rưỡi quý vị ạ. Xe là đang chạy 7 vạn rưỡi. Đồng đồ hồ DOD hiển thị 7 vạn rưỡi. Ok, mình sẽ khởi động máy xem. Máy dầu. Nhưng mà nổ rất êm. Quý vị nghe tiếng động cơ không ạ? Máy dầu nhưng nổ rất êm luôn. Lái nhẹ như quý vị nhé. Đây là đang đỗ tại chỗ đây. Ok. Đấy, đang đỗ tại chỗ đây. Đây là cái dòng trợ lực dầu. Thì lái như này là rất là nhẹ rồi. Trợ lực dầu như này là nhẹ rồi. Còn trợ lực điện thì nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng trợ lực dầu thì càng khi tốc độ càng cao thì lái càng nhẹ. Bởi vì lúc cái dầu nó càng bơm mạnh là sẽ càng nhẹ hơn.
chiếc xe này thì nó chạy khoảng độ 3.2, nó cũng máy dầu đi rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị nhé. Máy ngon, số ngon, gầm bệ chắc chắn. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái đường rất xấu, đi vào cái đường thật xấu. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là hơn 600 triệu đồng. Quý vị mua thì liên hệ trực tiếp Dung Audi, số điện thoại 0855 966 966 ạ. Giá hơn 600 triệu đồng cho một chiếc Ford Ranger phiên bản Wildtrak 3.2, 2 cầu điện, máy dầu. Dòng Ford Ranger bán tải thì nó được thừa nhận là dòng xe bán tải tốt nhất hiện thị trường và được ưa chuộng nhất thị trường, đó là Ford Ranger. Thì chiếc Wildtrak này thì nó đã từng là, mình phải nói rõ là từng là cái phiên bản cao cấp nhất Wildtrak 3.2 số tự động 2 cầu điện. Đó là phiên bản cao cấp nhất của Ford Ranger. Thì đến đời cuối năm 2018-2019 thì đã cho ra đời thêm chiếc Ford Ranger Biturbo. Thì nó vượt trội hơn một chút. Đấy, còn trước đây chiếc xe này nó đã là chiếc xe cao cấp nhất của Ford Ranger. Đây, mình đi vào đường rất xấu đây quý vị nhá. Cái đường này người ta làm đá, người ta làm đá xẻ rất xấu luôn. Nhưng mà gần như là không cảm nhận cái sự ồn nào, kể cả tiếng lốp cũng không ấy được, rất là chắc chắn luôn quý vị. Thì quý vị chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm một nút đỏ đăng ký kênh. Sau khi bấm một nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm một quả chuông để nhận được thông báo cho quý vị biết rằng là mình mới đăng video clip hoặc là mình đang live stream báo giá trực tiếp. Và đó cũng là một cách ủng hộ cho Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương. Quý vị nào có nhu cầu tư vấn thì xin mời liên hệ số điện thoại 0855 966 966 ạ. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương xin trân trọng tri ân toàn thể quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.